Phan xin vía cho Dương Dương Nhật Ba sớm thành đôi, nguyên nhân là do cặp đôi này. Dương Dương địch đến Nhật Ba vẫn là cặp đôi được fan đẩy thiền nhiều nhất. Sau khi gây bão màn ảnh với chỉ là quan hệ hôn nhân, Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn tiếp tục hợp tác cho ra lò dự án thứ hai có tên Tình Yêu Anh Dành Cho Em. Tuy hiệu ứng và thành tích không nổi trội bằng tác phẩm trước, nhưng cũng đủ khiến sân đông đảo khán giả và đặc biệt fan couple Vương Vương xỉu up xỉu down. Không chỉ dừng lại ở việc thân mật trên phim hay ở hậu trường, mà Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn gần đây còn bị dân tình bắt gặp đi hẹn hò cùng nhau. Nhiều fan thậm chí là cư dân mạng bình thường đã phải thốt lên rằng OTP này không cần trèo cũng tự cập bến. Dường như họ chỉ đang chờ ngày lành tháng tốt để thông báo tin vui tới khán giả mà thôi. Điều thú vị và đáng nói nhất, nhiều fan couple của cặp đôi khác, trong đó các cặp fan Dương Dương Nhật Ba cũng tràn vào để xin vía, mong cặp đôi mình yêu thích sớm tụ thành chính quả. Ngay cả khi không thể ở bên nhau thì có thể xem xét tái hợp thêm lần nữa trong dự án bất kỳ nào đó. Dương Dương và Nhật Ba từng có cơ hội nên duyên trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Cả hai không ít lần vướng phải nghi vấn hẹn hò phim giả tình thật cùng vô số hình mặc đồ quần áo giống nhau. Song hiển nhiên cả Dương Dương lẫn Nhật Ba đều lựa chọn im lặng, không lên tiếng phản bác hay có động thái nào khác. Thế nhưng dễ dàng nhận ra hậu Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, hai đỉnh lưu hàng đầu xứ Trung đều muốn xé couple, hạn chế tương tác, nhắc tới đối phương hết mức có thể. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.